Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Ông Gioan tẩy giả ra đời, láng giềng chia vui. Luca chương 1, từ câu 57 đến câu 58. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Ông Gioan tẩy giả chịu phép cắt bì. Luca chương 1, từ câu 59 đến câu 66. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Vào trước lễ sinh nhật của Đức Giêsu, giáo hội cho chúng ta suy niệm về sự chào đời của Gioan tẩy giả. Có vẻ bà Elizabeth là người vui hơn cả. Bà đã mang nỗi hổ nhục từ bao năm nơi người đời. Bây giờ bà mới thấy rõ lòng thương xót bao la của Chúa. Niềm vui của bà được tăng lên nhờ láng giềng, thân thích đến thăm. Thiên Chúa bắt bà chờ quá lâu, đến mức bà chẳng còn hy vọng. Rồi bất ngờ, bà lại được tất cả những điều mình mong ước. Có một đứa con trai lúc đã cao niên,
Điều đó kể như một phép lạ. Khi bà khăng khăng đòi đặt tên cho đứa con là Gioan, nhiều người ngăn cản vì không ai trong dòng tộc mang tên này. Vì cứ sự thường, con phải được đặt tên theo cha. Nhưng quyết định cuối cùng nằm trong tay ông Zakaria. Ông mới là người có quyền đặt tên cho con trai ông. Vì ông câm và điếc, nên ông cần một cái bảng nhỏ để ghi tên con. Tên cháu là Gioan. Tên này trùng với tên vợ ông đề nghị. Chính lúc Zakaria vâng lời sứ thần đặt tên cho con ông là Gioan, thì lập tức miệng ông được mở ra và lưỡi ông được tháo cởi. Giờ đây, ông có thể chúc tụng Thiên Chúa sau hơn 9 tháng bị câm. Những người thân thích, xóm giềng đi từ ngỡ ngàng đến kinh sợ. Quả thực, có nhiều điều lạ lùng vây quanh sự chào đời của cậu bé. Người ta đồn thổi tin này khắp miền núi Giu-đê. Đứa bé này rồi sẽ ra sao? Làm sao biết tương lai của đứa bé mới được 8 ngày tuổi? Nhưng qua những biến cố lạ lùng xảy ra, ông bà sinh con trong lúc tuổi già, ông bị câm rồi lại được khỏi. Ông bà cùng nhất trí về tên của đứa con dù không trao đổi trước. Người ta nhận ra bàn tay Chúa ở với em. Em đúng là Gioan, tiếng Hebrew nghĩa là Thiên Chúa tặng ban. Bởi em là quà tặng cho gia đình, dân tộc và cho cả nhân loại. Cậu bé Gioan đã từ từ lớn lên và theo một lối sống khác thường. Cậu không lập gia đình và sống khắc khổ nơi hoang địa. Lễ Giáng sinh là lễ của trẻ thơ, của niềm hy vọng. Mỗi trẻ thơ chào đời đều là một dấu hiệu của tình thương Chúa. Ngay một cuộc sinh nở bình thường cũng là một điều lạ lùng. Mỗi trẻ thơ được cha mẹ đặt tên. Nhưng tên của em đã được khắc ghi từ lâu trong trái tim Thiên Chúa. Em nào cũng là một quà tặng cho thế giới. Em nào cũng là một Gioan. Mỗi em đều có chỗ đứng trong chương trình của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của nhà giáo dục là giúp em tìm thấy ơn gọi riêng của mình và trưởng thành nhờ sống trọn vẹn ơn gọi đó. Xin được chung vui với gia đình Zakaria và mọi gia đình trên địa cầu.
con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lạ. Con uống nước mát mà cổ họng vẫn khô ran, vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn. Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao người thiếu thốn. Ngày 23 tháng 12, Thánh Gioan Canty, sinh năm 1390, mất năm 1473. Vị thánh gốc người Ba Lan này là con trai của một nông dân tốt lành. Nhận thấy con mình rất thông minh, song thân Gioan đã gửi ngài tới học tại trường đại học Krakow. Gioan Canty học hành rất giỏi. Sau đó, Gioan trở thành linh mục, giáo sư và một nhà giảng thuyết. Thánh nhân cũng nổi tiếng về lòng yêu thương người nghèo. Lần kia, Gioan Canty dùng bữa tại canteen của nhà trường. Bắt đầu bữa ăn, Gioan nhận thấy có một người hành khất đi ngang qua cửa sổ. Ngay lập tức, Gioan Canty đã chạy ra và trao phần ăn tối của mình cho người ăn xin này. Một số người đã ghen tức với sự thành công của Thánh Gioan, vì ngài vừa là giáo sư vừa là nhà thuyết giảng, và họ đã tìm cách tước khỏi ngài chức vị giáo sư đại học và chuyển ngài đến trông coi một sứ đạo. Tại đây, Gioan Canty đã dồn hết tâm huyết vào nhịp sống mới. Tuy nhiên, thoạt đầu, mọi sự chưa mấy tốt đẹp, dân chúng chưa hết lòng cộng tác với ngài, và Gioan Canty cũng sợ trách nhiệm. Dầu vậy, Gioan Canty quyết không nhượng bộ, và cố gắng của Gioan Canty đã đem lại nhiều kết quả. Lúc người ta mới mời cha Gioan Canty về lại trường học, bổn đạo trong giáo xứ đã tỏ lòng thương mến ngài cách đặc biệt. Họ đã tiễn Gioan một đoạn đường dài,
Thật ra, vì thấy họ rất buồn khi tiễn đưa mình ra đi, Gioan Canty đã nói với họ, sự phiền muộn này không làm hài lòng Thiên Chúa đâu. Nếu trong những năm qua, cha đã làm điều gì tốt cho các con hãy ca lên bài ca hân hoan. Trở lại Krakow, Thánh Gioan Canty lại tiếp tục dạy các lớp kinh thánh và thánh nhân lại trở nên rất nổi tiếng. Gioan được mời về làm gia sư cho các con em thuộc gia đình quý tộc. Tuy nhiên, thánh nhân vẫn ăn mặc hết sức giản dị, vì Ngài đã bố thí cho người nghèo tất cả những gì mình có. Lần kia, Thánh Gioan Canty vận một bộ áo dòng đen, cũng gọi là áo trùng thâm, cũ kỹ đến dự tiệc. Các người hầu tiệc đã không cho Gioan Canty vào, thánh nhân phải trở về nhà và thay một bộ áo mới. Trong buổi dạ tiệc hôm ấy, con người đã vô ý làm đổ dĩa thức ăn lên bộ áo của Gioan. Đừng nghĩ ngợi gì, vị thánh nói với giọng hài hước. Bộ áo dòng của tôi dù sao cũng đáng dùng một chút thức ăn. Vì không có nó, tôi cũng chẳng được ngồi ở đây. Thánh Gioan Canty sống thọ 83 tuổi. Trong suốt những năm ấy, rất nhiều lần thánh nhân đã bán những của cải của Ngài để giúp đỡ người nghèo. Khi người ta bật khóc vì nghe biết Gioan Canty đang hấp hối, thánh nhân đã an ủi họ. Anh em đừng lo lắng cho cái nhà tù hay hư nát này. Một, hãy nghĩ tới linh hồn sắp sửa được thoát khỏi chốn ngục tù ấy. Thánh Gioan Canty về trời năm 1473 và được Đức Thánh Cha Clemente thứ 13 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1767. Chúng ta hãy học nơi Thánh Gioan Canty sự chuyên cần chu toàn việc học cũng như việc nhà. Thiên Chúa chỉ mong đợi chúng ta có thể hết mình và Người sẽ chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta. Chúng ta hãy nài xin Thánh Gioan Canty giúp chúng ta làm việc với tinh thần vui tươi và phấn khởi. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con bắt đầu một ngày với tâm can của trái tim, một trái tim sẵn sàng đón nhận lòng từ bi của Chúa, đấng đến để cứu giúp những người đang gặp khó khăn. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Thank you.
tin vào Thiên Chúa như bà Elizabeth, ngay cả khi mọi thứ ngăn cản con. Chúa làm cho con những điều không tưởng. Làm thế nào để con thể hiện được niềm hy vọng như bà Elizabeth hôm nay? Con xin dâng ngày của con và cầu nguyện cho các giáo lý viên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.